Của chiếc loa hàng sách tay của hãng AZ Pro với model của loa là AZ328. Đây là một dòng loa hàng sách tay, nhưng ưu điểm của chiếc loa này đó là loa được sử dụng loa bát đôi 20, có nghĩa là hai bát 20 cùng với là hai một trung và một chép. Một chiếc loa này mà nó có thể áp đứt những chiếc loa bát 40 khác ở trên thị trường, đó là một điều mà không phải ai cũng biết đến những dòng loa hàng mini như thế này. Chúng ta ưu điểm là nó rất nhỏ gọn mà chúng ta có thể dễ dàng sách di chuyển đi du lịch, hoặc là nhất là đối với những khách hàng mà chúng ta yêu thích sự gọn và thích nghe nhạc ở trong phòng. Khi chúng ta nghe nhạc ở trong phòng, nghe nhạc trong phòng ấy, thì chúng ta lại rất thích những dòng loa nhỏ như này, nó cho về độ chính xác của âm thanh nó sẽ cao hơn những dòng loa lớn, ví dụ những chiếc loa bát 40 to khổng lồ hoặc là những chiếc loa bát 50 to khổng lồ như thế này. Khi chúng ta nghe nhạc ở trong phòng và nhất là nghe nhạc ở cường độ mà nhỏ ấy, thì cho độ chính xác về âm thanh nó sẽ không được cao như dòng này. Đây là một ưu điểm mà không phải là những khách hàng nào biết đến, nhưng mà không phải là nhà bán hàng nào cũng chia sẻ với chúng ta những vấn đề như thế này. Và bây giờ chúng ta cũng đi tìm hiểu và quan sát kỹ hơn về chiếc mẫu loa này. Về thiết kế của chiếc loa thì chúng ta có thể nhìn bằng chiếc loa. Thiết kế của chiếc loa khá là đẹp, được sơn sần và sơn có hai màu. Màng lưới của nó thì chỉ có một màu, nhưng về vỏ của chiếc loa thì nó có hai màu, màu đen và màu xanh bộ đội như thế này. Màu sơn này nhìn khá là sang trọng. Bộ các phím tinh chỉnh thì được thiết kế ở trên đỉnh của loa như này. Loa được sở hữu bản mạch, đó là bản mạch 12 phím chỉnh. Tất cả các tông chỉnh nhạc và các tông chỉnh mic và chỉnh echo đều được chia ra để chúng ta chỉnh về những tính năng này nó sẽ sâu hơn. Tiếp tục thì chúng ta cùng quan sát về phía sau của loa. Ở phía sau của loa thì nó gồm có các cổng, như là cổng kết nối đàn guitar điện, cổng kết nối mic có dây, và đặc biệt thì đây nó có thêm các cổng, đó là cổng input output, đây là cổng xuất nhạc và vào nhạc. Có nghĩa là chiếc loa này nó có khả năng là xuất nhạc ra khỏi chiếc loa này và chuyển âm thanh cho đến chiếc loa khác, hoặc là chúng ta có thể cắm tai nghe trực tiếp vào cổng, các cổng này để chúng ta lấy nhạc chúng ta nghe. Loa thì được sử dụng bình ắc quy điện 12V, và đây là model của loa AZ Pro AZ328. Hàng này là hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Và AZ Pro thì chúng ta đã biết đến về tên tuổi và thương hiệu của AZ Pro rồi. Thì về toàn bộ phụ kiện của loa thì vẫn bao gồm hai micro không dây, và mic này nó là mic xịn sò. Chúng ta có thể quan sát về từng chi tiết của chiếc mic này rất chi là tinh xảo, và chiếc mic này là bằng hạt kim rất đầm và chắc chắn như này. Và mic cũng có khả năng reset tần số USF để chúng ta có thể điều chỉnh tần số lệch so với những tần số của những chiếc mic khác ở trên thị trường. Và điều đặc biệt nữa đó là với dòng AZ Pro này là mic này có khả năng chống hú chống rít khi mà chúng ta hát karaoke, và chúng ta để mic trước loa mà mic không hề rú rít. Và phụ kiện tiếp đến nữa đó là nó gồm có một giắc nguồn này, một điều khiển từ xa để chúng ta có thể tua chọn bài và nick bài khi chúng ta dùng USB và thẻ nhớ. Và bên trong này nó cũng có bao gồm một thẻ bảo hành của nhà sản xuất, của chính hãng của AZ Pro. Đây là thẻ bảo hành của AZ Pro. Và tất cả sản phẩm đều được bảo hành một năm, bảo hành chính hãng bởi AZ Pro. Thì về trọng lượng của chiếc loa này thì nó chỉ có 12,7 kg, với kích thước của chiếc loa này lần lượt đó là 54 x 29 và x 26 cm. Thì em cũng công bố về chiều cao và cân nặng để chúng ta dễ hình dung khi mà chúng ta muốn có ý định sở hữu, khi chúng ta có ý định sở hữu chiếc loa mini như thế này. Thì chiếc loa này nó đã
tối giản được tất cả những chi phí cần thiết, ví dụ như là nó không thiết kế bánh xe này hay là không thiết kế tay cầm ở đằng sau, để tối giản về cái vấn đề chi phí về giá cả. Có thể chúng ta, nếu như chúng ta yêu thích những cái tính năng đó thì chúng ta phải chi phí thêm tiền để chúng ta có thể sở hữu những mẫu loa khác với em đều có, nhưng với những chi phí đấy nó có thể tăng giá thành, nó có thể đội lên rất nhiều khi mà chúng ta đòi hỏi những cái tính năng đấy. Thì chiếc loa này thì có giá là 4.500.000, so với những dòng loa hàng sách tay như này thì đây là một trong những chiếc loa mà được nhập và top những chiếc loa hàng cao cấp cùng loa cùng phân khúc này. Chúng ta có thể test lại thử một đoạn nhạc nữa để chúng ta tìm hiểu về chất lượng âm thanh của chiếc loa này một lần nữa. Rồi chúng ta vừa được thưởng thức về chất lượng âm thanh của chiếc loa kéo của AZ Pro loa mini. Hàng này nó hàng tay và nhỏ gọn, và bây giờ em sẽ test thử về cái độ hút âm của cái chiếc micro này khi mà chúng ta hát karaoke, xem là cái chiếc micro này nó sẽ hút âm và chất lượng âm thanh như thế nào nhé. 1 2 3 4 5 6 7. Thì chiếc micro này khi mà chúng ta hát karaoke, bởi vì dòng mic này là dòng mic hàng cao cấp nên là nó cho cái chất lượng âm thanh rất sáng và nó rất hút âm, khi mà chúng ta hát thì cảm thấy nó rất nhẹ nhàng luôn. Alo, 1 2 3 4. Tình yêu như cánh chim chơi buồn bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm ta biết ta phù mờ. Đèn khuya có đông hay chân nè nói tôi đang ngóng chờ, thì mây mưa cứ trôi ngoài các câu trường mà ôi. Alo, thì test thử một đoạn như vậy thôi để chúng ta cùng có cảm nhận về chất lượng của chiếc micro này khi chúng ta hát karaoke. Thì em vừa giới thiệu về toàn bộ thông tin chi tiết, thông số kỹ thuật cũng như là những ưu điểm của những chiếc của chiếc loa này, đó là đây là chiếc loa hàng sách tay của AZ, của AZ Pro, với model của loa đây là AZ328. Ưu điểm của chiếc loa này đó là nó thứ nhất là nó rất chi là nhỏ gọn và nó đã được sự nó đã tối giản về chi phí nhất có thể, đó là nó sẽ cắt bỏ những cái gì không cần thiết để chúng ta được có một mức giá hết sức hợp lý. Trên loa này thì nó là dòng loa hàng cao cấp, so với những dòng loa hàng sách tay thì nó là dòng loa cao cấp, và giá của chiếc loa này là có giá là 4.500.000. Loa được sử dụng ưu điểm đó là hai loa bass 20, có nghĩa là bass đôi nó sẽ đánh, nó sẽ win được hơn và cái độ chính xác của âm thanh sẽ cao hơn, chắc hơn và hay hơn so với những dòng loa bass đơn. Và ưu điểm nữa đó là được sử dụng micro bằng kim loại mic xịn sò, và mic này có khả năng chống ú chống rít khi mà chúng ta hát karaoke. Chiếc mic này cũng có khả năng reset tần số UF để lệch so với tần số của những chiếc mic khác ở trên thị trường. Và điều đặc biệt nữa đó là chiếc mic loa này được sử dụng bản mạch, đó là bản mạch 12 phím chỉnh, khi nó chỉnh loa cho cái chất lượng âm thanh sâu hơn, hay hơn so với loa sử dụng ít phím chỉnh hơn. Và khách hàng nào có nhu cầu sở hữu những chiếc loa nhỏ gọn và chất lượng cao như thế này có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em để sẵn ở trên clip nhé, hoặc là có thể anh em nhắn tin vào Zalo, em sẽ tư vấn cụ thể chính xác hơn và để chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về chiếc loa này. Và chiếc loa này điều đặc biệt nữa đó nó cũng là một chiếc loa mà nó có nó là một nguồn để có thể xuất ra âm thanh, chuyển âm thanh cho đến những chiếc loa khác như vừa nãy em đã giới thiệu với quý vị và anh em và khách hàng rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã
theo dõi buổi chia sẻ review sản phẩm ngày hôm nay nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.